Chiều ngày 18 tháng 11 vừa qua, thì showroom Triumph Motorcycle ở Hà Nội đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Đây chính là showroom thứ hai của Triumph tại Việt Nam sau Sài Gòn. Được ra đời từ năm 1902, thương hiệu xe mô tô hơn 100 năm tuổi được đặt trụ sở tại nước Anh đã sản xuất nên những chiếc xe mang tính biểu tượng từ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế, sự mê hoặc và khả năng vận hành. Với số lượng xuất xưởng khoảng 50.000 chiếc mỗi năm, Triumph là thương hiệu xe mô tô lớn nhất nước Anh và có hơn 750 phòng trưng bày trên khắp thế giới. Tọa lạc tại số 40 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, Triumph Hà Nội gồm một tầng trệt và một tầng lầu, chia thành các khu vực trưng bày xe, cung cấp phụ kiện trang trí, trang phục thời trang theo xe và bộ sưu tập tất cả các mẫu xe của Triumph Motorcycle. Từ mẫu xe Swiss Tewin và các mẫu mã mới nhất của dòng model Classic Bonneville cho các tín đồ mê phong cách hoài cổ hay Speed Triple luôn thu hút các biker yêu thích kiểu dáng thể thao với hiệu suất vận hành ấn tượng với các mẫu Tiger 800S, Tiger Explorer 1200 và Tiger Sport dành cho những tâm hồn có sở thích khám phá các cung đường thú vị. Cuối năm 2018, Triumph Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục đưa về dòng xe New Swiss Camber 900 và New Swiss Tewin 900. Đầu 2019 sẽ là sự hiện diện của Scambler 1200 XE và Speed Tewin 1200. Triumph Hà Nội tự tin với sự phân phối đa dạng các dòng xe, đơn vị này sẽ luôn đáp ứng được nhu cầu và sở thích của tất cả các biker đam mê xe cộ. Triết lý cốt lõi của Triumph Motorcycle là kiến tạo nên những chiếc xe độc đáo, đích thực với thiết kế khác biệt, khả năng vận hành và cầm lái thực thụ. Cuộc cách mạng về công nghệ đi cùng niềm đam mê cơ khí đã tạo nên mẫu Bonneville nổi tiếng từ thập niên 60 cho đến các mẫu xe đa dạng hiện nay, phù hợp với mọi biker trên toàn thế giới. Nhân dịp lần ra mắt này, Triumph Hà Nội áp dụng nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho tất cả các khách hàng từ ngày 18 tháng 11 đến hết 30 tháng 1 năm 2018.